Ôi trời. Anh ơi. Ra mà ngồi. Ok, lên. Tại vlog.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop Đức Toại vlog.com ủng hộ mình nhé. Xin chào mọi người nha, mình Dương Xu đây đấy. Thì hôm nay mình làm cũng hôm nay Tuyển Toại có nói với mình là công việc của Tuyển Toại hôm nay là được nghỉ đấy. Thì là Tuyển Toại có đi làm một công việc mới, đó là thầy bảo làm ở ngoài ruộng mà không biết là làm công việc gì ở ngoài đấy. Thì là mình cũng muốn ra xem là công việc của Tuyển Toại đang làm là công việc gì. Đấy, thật sự là chắc là ở ruộng thì nó cũng chỉ có cày cấy với cả cái gì nhỉ? Cuốc thôi đấy. Nhưng mà không biết là trong những công việc đấy thì không Tuyển Toại làm việc gì thì mình cũng không biết. Nên là hôm nay mình quyết định sẽ ra xem, nhất là xem Tuyển Toại công việc nặng nhọc không, hay là mình cũng các bạn đi theo mình để xem công việc của Tuyển Toại như thế nào nha. Thế biết là công việc nặng nhọc không? Nặng chắc luôn, nằm ngoài ruộng nhiều gì chân nấm tay bùn rồi. Thật sự là khi mà Tuyển Toại làm nhiều công việc như vậy mình rất là lo cho Tuyển Toại. Thứ nhất là sức khỏe. Lo cho sức khỏe, thứ hai là lo cho Tuyển Toại như đang mệt người đâu, có uống được gì, làm được lặng nhiều. Vì là làm rất là nhiều luôn, một tuần không chỉ là những công việc phụ hồ như bình thường này đâu mà còn phải phát gạch, phát xi măng các thứ. Anh mua ít đấy nữa. Tiền mua. Trước kia vào mình đã mua. Đây rồi, vẫn chưa nhìn thấy người đâu cả, không biết là ở chỗ nào nữa. Ai đây rồi, nghe thấy tiếng rồi, nghe thấy tiếng là nghe rồi. Mày cũng biết là tao đã không muốn nhắc lại cái chuyện đấy rồi mày, mà sao mày cứ nhắc đi nhắc lại chuyện mất tiền nó thế nào nhỉ? Không, nhiều lúc là mình phải hát, mình than vãn để nhắc lại ký ức nhiều nhá. Xin mày, cho xin chai nước lon nước. Đang làm mẹ, mình làm tao mất cả hứng. Thôi dừng tay đi anh ơi. Nghỉ đi tí đi em ơi. Anh à, dừng tay đi. Không hiểu cái thằng máy cày nào, nó cày kiểu gì. Nó cày chỗ này nha. Nó đề xuất rồi. Đề xuất chỗ này không, người ta ra người ta thuê, người ta bảo em là phải cả thằng này cuốc, bây giờ nó sồi cao lên như thế này. Thế thì mới không ăn được nào mấy em. Mày khấy. Mày ra làm gì chết nặng. Mà có cái thằng này nữa cơ. Hả? Làm đéo làm lười như hổi. Chỉ biết ngồi để em cuốc từ nãy giờ. Đi bộ đội quen rồi thì làm dần đi. Thôi mày thì bé ở nhà làm gì đâu. Thôi nghỉ tí đã, không uống nước bỏ húc vào mới mệt, xong uống nước bỏ húc cũng đã được. Thôi cứ để. Mày ngồi quán đây. Làm từ sáng giờ mà lắm bước này không đội mũ lón vào.
sáng có nắng đâu. Hai thằng này nó quen gọi là dầm mưa dãi nắng anh hiểu chưa? Đối với cái này, đối với thằng Tuyền chả gì cả, nhưng đối với em là một vấn đề. Thì trước giờ em chưa vào em làm những như này, thằng Tuyền làm một đội quen rồi cho làm đi. À, thằng ơi, nhà anh còn về. Thế, ôi, cứ từ từ anh cứ nghỉ ngơi tí rồi tí làm tiếp. May như này, cả cái đồng này tao cuốc được một đoạn rồi, thằng này nó cuốc được mẹ mày mỗi cái hai đoạn rồi. Hả? Bảo cầm hai cái cuốc đi thì đi, mẹ bố cứ bảo cầm một cái đi thay nhau làm cho đỡ mệt. Thay nhau làm thì đến đéo làm xong. Mà nó có chịu làm đâu, nó cuốc ba cuốc với lại thở như trâu như chó. Sau nó bắt anh nhảy ra cuốc. Nó cậy nó cứ bảo anh đi bộ đội quen rồi nó bắt anh làm. Ôi, nó cứ mày ra chị mang này ra đi. Nó cứ ngồi chơi với các anh nữa. Bây giờ cứ ngồi nghỉ ngơi xong rồi cổ vũ cho nó làm ấy. Đấy, từ mai đi làm nhớ mày mang mũ lón vào, quần áo vào. Nghỉ đi, tí nữa là làm tiếp. Bây giờ bắt cuốc tơi đất nên là cái gì không biết. Từ mày ăn mày một nhát đến tai hai nhát cái à? Không, không được mày nữa. Mày nhìn đâu đấy nó tơi đâu mày cứ đóng vào đầu đấy làm gì vậy? Tao cuốc theo luống, tao cuốc thẳng tiếng đó tội xăm luống mày này, nhá. Ờ thì mày cuốc thẳng luống kia. Tao cuốc luống này luống đấy, tự nhiên dành cho mày, nhá. Luống này để mai làm, mai có việc làm tiếp. Không lươn được đâu, nhá. Mày tao đang mệt lắm mày, mày nói ít thôi, đừng để tao biết. Mệt, điên hết rồi. Đưa em làm chứ. Nếu mà mệt thì nghỉ đừng có làm đấy nhá, là cũng tối nhá, anh đi về nhà con tập tí đây. Nhá. Vâng, làm vừa thôi à, nếu mà mệt thì nghỉ thôi tí à. Được rồi anh cứ về đi. Em cứ ngồi nghỉ thôi. Cứ ngồi nghỉ thôi, Tuyền làm Tuyền thằng này nó thiếu gì đấy đâu. Tuyền anh chết với Tuyền sức khỏe nhiều lắm. Mày giờ mày ngồi đây mày cổ vũ nó làm mà nó có thứ nó làm rồi. Đấy. Mấy đứa có chồng nào tuyệt vời như chồng mày chưa? Ôi trời. Anh ơi. Mày sao ra mà ngồi? Ok, lên lên lên. Mày sao? Tụi ra là. Đi ra. Đi tối, tối ôm hết mày. Ta bảo là sao mẹ đi làm mẹ đội mũ đeo đội. Thế thôi, mày ra ngồi tao làm thay rồi. Mày làm cái gì đi. Thế chưa trong một đội mà mày có làm nhiều này. Giờ bắt anh em mình cuốc từ chỗ này đến đầu kia thì bố anh cuốc được. Mà nó có bảo giả lương mình bao nhiêu. Ăn bánh mì nữa đói. Em bao bánh mì nhá. Mày cuốc tao đi. Người ta bảo là mình ấy này là một ngày bao nhiêu nhỉ? Hay là như là 200 200 á? 200 thả về xuống giữa xứ rồi. Bà từ trước tại tao mày ta mày thì làm quen tao chưa bao giờ làm nhiều mệt như này. Làm quen mới biết tại sao. Từ sáng mày cứ ngồi bắt tao làm cứ một mình trong cuốc như thế không nghỉ. Thôi mày ngồi mày. Nào cũng này cũng nói ra hết sức. Thôi mày đi. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Hay Diễm đưa mày về nhà ngơi tao lên tao làm cho mày nghỉ ngơi. Thì anh cũng đi làm nghỉ cùng luôn đi chứ làm sao mà
Thôi nói chung là không làm gì, hôm nay nó không trả tiền thì bây giờ mày đưa trở về nghỉ ngơi vì nó đang ốm mèo. Lắm quá. Bây giờ mày làm một lúc nữa rồi tí lên bảo chủ công luôn. Được bao nhiêu được nhá. Chứ đi cứ cố chết đấy. Còn thôi mày ở chỗ cứ về nghỉ ngơi, tao cố đứng là cố cầm bánh mì về ăn. Vì thôi, cứ để đây tí mày. Chắc là tại tao mày mang mũ ấy. Bạn này làm nhé, chắc tớ đưa tiền về trước này. Cứ đưa về. Làm tí đưa về nhá. Anh làm sớm rồi về đấy, trời tối rồi đấy. Cứ về đi. Cẩn thận nhá. Rồi.